Chào mừng quý khán giả đến với chương trình Thế giới hôm nay cùng cập nhật các tin tức quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục diễn biến chiến sự Đông Âu. Giữa lúc tình hình giao tranh ở miền đông Ukraine khốc liệt hơn từng ngày, tình báo Anh đưa ra báo cáo khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin thật sự đã ra lệnh mở cuộc đại chiến. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, lực lượng nước này lại không đạt được bước tiến nào cho đến nay. Cùng lúc, nhà sáng lập nhóm lính đánh thuê Wagner thừa nhận trận chiến giành Bakhmut còn lâu mới kết thúc. Trong khi đó, theo tờ Washington Post, Mỹ đang thúc giục Ukraine dồn toàn lực thực hiện cuộc phản công quy mô lớn giữa lúc kho dự trữ vũ khí của phương Tây đang dần cạn kiệt do xung đột kéo dài. Để giải quyết tình trạng này, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin khác cho biết Washington cũng đang tìm cách để gửi cho Ukraine số vũ khí được cho là của Iran bị tịch thu trên biển. Ở Moscow, người phát ngôn Điện Kremlin nói NATO đang dùng mọi cơ sở hạ tầng quân sự để chống Nga. Liên quan đến các vụ nổ trên đường ống dẫn khí đốt Nord Stream, Nga yêu cầu Liên Hợp Quốc tham gia vào cuộc điều tra vụ việc này. Tình báo Na Uy công bố báo cáo cho thấy Nga lần đầu tiên trong 30 năm triển khai tàu chiến có trang bị vũ khí hạt nhân. Các tin tức quốc tế nổi bật khác, Mỹ bắt 4 nghi phạm liên quan vụ ám sát Tổng thống Haiti năm 2021. Lính cũ của ông Trump tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. WHO cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh lây nhiễm qua nguồn nước ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau thảm họa động đất. Tổng thống Nam Phi ban bố tình trạng thảm họa quốc gia vì lũ lụt. Phát hiện quan tài La Mã cách đây 2.000 năm ở Gaza. Cuối chương trình là những hình ảnh đặc sắc về các sự kiện mừng ngày lễ tình nhân trên thế giới. Trong dịp này, một đám cưới tập thể đã được tổ chức ở Mexico. Trong khi đó, tại Philippines, những người yêu động vật háo hức tham gia sự kiện hẹn hò với thú cưng. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang trở lại chương trình Thế giới hôm nay ngày 15 tháng 2. Tình hình xung đột ở Ukraine liên tục có diễn biến mới. Đáng chú ý, tình báo Vương quốc Anh vừa công bố báo cáo cho thấy là Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội Nga tiến vào hầu hết các khu vực ở miền đông Ukraine trong bối cảnh cuộc chiến đã gần chạm đến cột mốc 1 năm. Tuy nhiên, các lực lượng Nga lại đang phải vật lộn để tạo ra một bước tiến đột phá ở chiến trường. Sau gần 1 năm nổ ra xung đột quân sự, Nga đã giành được quyền kiểm soát ở một số khu vực thuộc vùng Donbass, nhưng Ukraine vẫn kiên trì kháng cự, cản trở bước tiến mới của lực lượng Moscow. Phía Ukraine chắc chắn rằng quân Nga sẽ đổ xô tấn công ngay ngày 24 tháng 2 năm 2023. Trước đó, truyền thông Nga đưa tin ông Putin sẽ có một bài phát biểu quan trọng vào ngày 21 tháng 2, tức là 3 ngày trước khi kỷ niệm 1 năm cuộc chiến diễn ra. Tình báo Anh Quốc cho rằng Nga muốn đảo ngược mọi chiến công mà Ukraine đã đạt được từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2022. Khả năng thực tế nhất được dự đoán là quân đội Moscow sẽ tiến về phía Tây tới sông Dnepr. Đây là con sông chảy qua nhiều khu vực ở vùng Donbass. Hiện nhóm lính đánh thuê Wagner đang kiểm soát một số vị trí ở Donetsk. Gần đây nhất là họ tuyên bố chiếm được làng Krasnohora. Tuy nhiên, tình báo Anh cho biết lực lượng phòng thủ của Ukraine đã duy trì chiến đấu ở Donbass, khiến cho các đợt tiến công của Nga bị chặn lại. Ở phía bắc tỉnh Luhansk, Nga đang nỗ lực tấn công vào Kremina Svatov. Nhưng những đợt tấn công này vẫn còn ở quy mô nhỏ và không đạt được bước tiến nào. Tình báo Anh nhận định rằng lực lượng Moscow đã tiến quân ở hầu hết các hướng, nhưng họ không đủ mạnh để giành quyền kiểm soát bất cứ một khu vực lớn nào. Cùng lúc đó, người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, lên tiếng thừa nhận rằng trận chiến giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut còn rất lâu mới kết thúc. Thời gian qua, nhóm lính đánh thuê Wagner đã đóng vai trò lớn trong các trận giao tranh quanh địa điểm chiến lược này khi tham chiến cùng với quân đội Nga. Ông Prigozhin đã nói với tờ The Moscow Times rằng chưa thể ăn mừng vì các trận giao tranh vẫn còn tiếp diễn. Lực lượng Ukraine ngày càng chiến đấu mạnh mẽ ở Bakhmut. Họ đã ngăn chặn được nhiều đợt tấn công của Nga. Ông cho biết có tới 500 chiến binh Ukraine mới tham gia vào chiến tuyến Bakhmut mỗi ngày. Đồng thời hỏa lực pháo binh cũng được tăng cường. Do đó, nhóm Wagner không thể chiếm được thành phố này trong thời gian tới. Bakhmut là thành phố công nghiệp ở khu vực Donetsk. Các nhà phân tích quân sự cho rằng thành phố này không có tầm quan trọng chiến lược quá lớn đối với cả Nga và Ukraine. Theo Newsweek, việc ông Prigozhin thừa nhận khó khăn ở Bakhmut dường như mâu thuẫn với những tuyên bố gần đây của Điện Kremlin. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho rằng Nga đang phóng đại những thành công ở Bakhmut. Những tuần gần đây, một số dấu hiệu cho thấy sự rạn nứt giữa ông Prigozhin và Tổng thống Putin. Nhóm lính đánh thuê Wagner đã không thể nhanh chóng thay đổi cục diện cuộc chiến ở Bakhmut, và ông Prigozhin đã chỉ trích lãnh đạo Điện Kremlin về tình hình ở Donetsk.
Điện Kremlin được cho là đang tìm cách loại bỏ tập đoàn Wagner. Ở một diễn biến khác, tờ Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết là Ukraine có ít cơ hội giành lại toàn vẹn lãnh thổ trước khi các đồng minh giảm dần nguồn viện trợ vũ khí cho quân đội Kiev. Một thành viên cấp cao trong chính quyền Biden nói rằng, chúng tôi muốn cho Ukraine thấy rằng Mỹ và các nước phương Tây không thể cung cấp vũ khí mãi được. Theo các quan chức, tuy Tổng thống Biden cam kết hỗ trợ cho Ukraine cho đến khi nào còn có thể, nhưng điều đó không phù hợp với nguồn lực mà nước Mỹ đang có. Mỹ có thể hỗ trợ, nhưng số lượng sẽ không còn nhiều. Tờ Washington Post còn trích dẫn nguồn tin từ Hạ viện Hoa Kỳ cho biết các đảng viên Cộng hòa đang nghi ngờ về chính sách hỗ trợ Ukraine của ông Biden. Trong khi đó, châu Âu cũng mệt mỏi với cuộc chiến Nga-Ukraine kéo dài và tình trạng lạm phát. Do đó, Ukraine phải đạt được bước tiến vượt bậc vào mùa hè trước khi gói viện trợ vũ khí từ Mỹ cạn kiệt. Trước thông tin của Washington Post, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, cho rằng tờ báo đã mô tả đúng điều mà các quan chức trong chính quyền Moscow dự liệu. Bà nói phương Tây đang đối đầu với Nga cho đến người dân cuối cùng ở Ukraine. Những người theo chủ nghĩa tân tự do ở Mỹ đã phá hủy Ukraine. Theo Washington Post, Mỹ đã thể hiện quan điểm này với giới lãnh đạo Ukraine, nhưng rất khó để thuyết phục chính quyền Kiev làm theo yêu cầu của Mỹ. Ví dụ điển hình là việc Mỹ yêu cầu không nên dồn lực quá nhiều vào các trận chiến giành lại Bakhmut, nhưng quân đội Ukraine vẫn chiến đấu ở đó. Các nguồn tin tiết lộ rằng Washington muốn Kiev tiến hành một cuộc phản công lớn bằng cách sử dụng số vũ khí đang được chuyển giao đến Ukraine và nhanh chóng giành lại càng nhiều vùng lãnh thổ càng tốt, rồi sau đó tiến đến đàm phán với Nga. Trong khi đó, Moscow thường cáo buộc Mỹ và phương Tây phá hỏng các triển vọng đàm phán hòa bình từ những ngày đầu của cuộc chiến. Cuối tháng 9 năm 2022, Tổng thống Putin đã tuyên bố sáp nhập 4 vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson và Liên bang Nga. Moscow khẳng định trạng thái của các khu vực này là không thể thay đổi. Trong khi đó, theo tờ Wall Street Journal, Mỹ đang cố gắng tìm cách hợp pháp hóa việc cung cấp cho Ukraine số vũ khí bị nghi là do Iran gửi cho lực lượng Houthi ở Yemen. Chúng bị tịch thu từ các tàu buôn lậu ở ngoài khơi bờ biển Yemen trong những tháng gần đây. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh kho dự trữ vũ khí của NATO đang dần cạn kiệt. Wall Street Journal dẫn lời các quan chức giấu tên của Mỹ và châu Âu cho biết, Nhà Trắng đang xem xét lỗ hổng trong các quy định của Liên Hợp Quốc để những vũ khí như súng trường, tên lửa và đạn dược thu giữ trên biển có thể được chuyển đến Ukraine. Mặc dù số lượng khí tài nêu trên nhỏ hơn đáng kể so với những gì Mỹ và các đồng minh đã viện trợ cho Kiev trong năm qua, nhưng đây như là một hình phạt mang tính biểu tượng nhằm vào Iran vì cung cấp máy bay không người lái cho Nga, một cáo buộc mà cả Tehran và Moscow cho đến nay đều bác bỏ. Trao đổi với Wall Street Journal, khi được hỏi về thông tin trên, ông Najahdin Amir, một quan chức cấp cao của Houthi cho biết, điều đó sẽ tạo ra sự thay đổi gì đối với xung đột ở Ukraine chứ? Phương Tây đã gửi các loại vũ khí hạng nặng và tân tiến hơn nhiều. Tháng trước, Washington, Berlin và London đã đồng loạt thông báo cung cấp xe tăng chủ lực cho Kiev. Theo Lầu Năm Góc, tính đến nay, riêng Mỹ đã viện trợ cho Ukraine hơn 100 triệu viên đạn. Trong một cuộc họp hồi đầu tuần, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thừa nhận tốc độ tiêu thụ đạn của Ukraine đang vượt xa năng lực sản xuất hiện tại của Liên minh. Trong khi đó, phía Moscow liên tục cảnh báo Mỹ và các đồng minh rằng việc tiếp tục vũ trang cho Ukraine chỉ khiến cuộc chiến kéo dài thêm và làm gia tăng sự can sự của họ và xung đột. Giữa lúc phương Tây, đặc biệt là các quốc gia thành viên NATO tiếp tục viện trợ cho Ukraine ngày càng nhiều vũ khí tân tiến hơn, Điện Kremlin mới đây đã lên tiếng cảnh báo về vai trò của khối quân sự do Mỹ dẫn đầu này trong xung đột Đông Âu. Phát biểu trước truyền thông hôm 14 tháng 2, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết sự tham gia của NATO vào cuộc xung đột ở Ukraine ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Họ là một tổ chức có quan điểm đối địch với chúng tôi, nhà ngoại giao nói, đồng thời nhấn mạnh họ đang khẳng định sự thù địch này mỗi ngày khi cố gắng làm vai trò của họ trong xung đột Ukraine trở nên rõ nét hơn rất nhiều. Theo ông Peskov, các chính sách của NATO đòi hỏi Moscow phải có những biện pháp phòng ngừa nhất định. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng lưu ý rằng khối quân sự do Mỹ lãnh đạo còn chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine. Điều này cho thấy NATO đang dùng mọi cơ sở hạ tầng quân sự để tham gia vào cuộc chiến chống Moscow. Moscow đã phát động chiến dịch hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm ngoái, với mục đích bảo vệ người dân Donbass khi chính quyền Kiev không thực hiện các thỏa thuận Minsk 2014-2015. Kể từ đó, các quốc gia NATO đã cung cấp vũ khí cho Ukraine, bao gồm các khí tài hạng nặng như hệ thống tên lửa phóng loạt, vũ khí chống tăng, xe bọc thép hay pháo binh. Khối cũng tham gia vào các khóa huấn luyện cho quân đội Ukraine. Tuy nhiên, liên minh do Mỹ dẫn đầu trước nay đều khẳng định họ không phải là một bên tham gia vào xung đột. Cũng trong ngày 14 tháng 2, Bộ Ngoại giao Anh thông báo vừa có thêm một công dân nước này bị sát hại ở Ukraine. Đây là công dân thứ 8 của Anh được báo cáo đã thiệt mạng ở Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Anh có đoạn: "Chúng tôi đang làm việc với chính quyền địa phương cũng như cung cấp các hỗ trợ cần thiết cho gia đình của công dân Anh vừa thiệt mạng ở Ukraine." Danh tính và thông tin chi tiết về cái chết của nạn nhân không được tiết lộ. Cuối tháng 1, hai công dân khác của Vương quốc Anh là Andrew Boxall và Christopher Parry được thông báo đã chết khi cố gắng sơ tán người dân khỏi thị trấn Chuloda, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Vào thời điểm đó, nơi này là một trong số những điểm nóng chứng kiến các cuộc giao tranh khốc liệt giữa Nga và Ukraine. Hiện chính quyền Kiev chưa đưa ra bình luận về trường hợp vừa được Bộ Ngoại giao Anh công bố. Liên quan đến các vụ nổ hai đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 vào tháng 9 năm ngoái, hôm 14 tháng 2, Ủy ban quan hệ quốc tế của Quốc hội Nga đã thông qua một kiến nghị yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc điều tra vụ việc. Bản kiến nghị sẽ được gửi đến Hạ viện Nga thông qua trong tuần này. Văn bản đã mô tả các vụ nổ ở đường ống dẫn dầu là hành động khủng bố quốc tế và sự phá hoại khủng khiếp. Nga kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra những người đứng sau thực hiện vụ nổ. Nga cho rằng hành vi phá hoại đường ống Nord Stream đã đe dọa đến an ninh của toàn lục địa Á-Âu. Trích dẫn nội dung văn bản cho thấy Moscow đã cáo buộc Washington ra lệnh thực hiện vụ phá hoại và phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hàng tỷ đô la khi làm ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng của cả Nga, Đức, Pháp và Hà Lan. Vụ nổ đã gây thiệt hại lâu dài cho an ninh, kinh tế và môi trường của toàn khu vực. Các nhà lập pháp Nga cũng đề cập đến báo cáo của nhà báo điều tra người Mỹ Seymour Hersh, khi người này chỉ ra rằng chính quyền Biden đã đứng sau vụ rò rỉ đường ống Nord Stream. Ủy ban quan hệ quốc tế đã yêu cầu đưa đề xuất của họ vào chương trình nghị sự của phiên họp sắp tới tại Hạ viện Nga và thực hiện một cuộc bỏ phiếu thông qua. Vào tháng 9 năm 2022, một loạt vụ nổ đã xảy ra và làm hư hỏng nặng nề cả hai đường ống Nord Stream. Đây là đường ống được xây dựng dưới biển Baltic để vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga tới Đức và phần còn lại của EU. Một quan chức Nga vào cùng ngày cho biết là nước này sẵn sàng cung cấp công nghệ hỗ trợ Ấn Độ chế tạo xe tăng mới. Cụ thể là Moscow có thể sẽ chia sẻ nền tảng chiến đấu đa năng Armata tiên tiến với New Delhi. Phát biểu với hãng thông tấn Jaya Novosti tại triển lãm Aero India 2023 tại thành phố Bangalore của Ấn Độ, ông Vladimir Rostov, phó giám đốc cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga nói, phía Nga đang dự định tham gia vào quá trình phát triển xe tăng chiến đấu chủ lực của Ấn Độ bằng việc cung cấp công nghệ hiện đại. Vị quan chức này đồng thời cho biết Ấn Độ có thể sẽ mở cuộc đấu thầu quốc tế cho kế hoạch sản xuất xe tăng mới. Năm ngoái, truyền thông Ấn Độ đưa tin New Delhi đang lên kế hoạch thực hiện dự án mang tên Phương tiện chiến đấu sẵn sàng hướng đến tương lai để thay thế phi đội T-72 cũ kỹ có từ thời Liên Xô của nước này. Armata là công nghệ được Nga sử dụng làm nền tảng phát triển xe tăng hạng nặng T-14 và xe chiến đấu bộ binh bọc thép T-15. Hai phương tiện này lần đầu tiên ra mắt công chúng vào năm 2015. Trong quá khứ, Moscow và New Delhi từng hợp tác thiết kế tên lửa hành trình siêu thanh tầm trung BrahMos của Ấn Độ. Trong khi đó, cơ quan tình báo Na Uy mới đây thông báo rằng các tàu chiến thuộc hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga đã triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật. Theo Newsweek, tình báo Na Uy đã phát hiện vũ khí hạt nhân hiện diện trên các tàu chiến của Nga. Phía Na Uy cho rằng đây là lần đầu tiên sau 30 năm hạm đội này ra khơi với vũ khí hạt nhân trên tàu. Báo cáo của Na Uy cho biết vũ khí chiến thuật được đặt trong các tàu ngầm và tàu nổi của hạm đội phương Bắc. Tình báo Na Uy nhận định đây là mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng đối với các nước NATO. Theo cơ quan này, các tàu Nga còn sở hữu vũ khí chống vệ tinh và công cụ mạng có thể đe dọa đến Na Uy và NATO. Tờ Politico cho hay các tàu chiến của hạm đội phương Bắc đã từng được trang bị vũ khí hạt nhân và triển khai từ thời chiến tranh lạnh. Tình báo Na Uy còn cho biết Nga đã đặt mục tiêu tăng ngân sách quốc phòng lên đến 34% trong năm 2023. Nga đã đầu tư đáng kể vào vũ khí hạt nhân. Các vũ khí có tác dụng răn đe của Hải quân Nga đang ngày càng trở nên quan trọng đối với chính quyền Moscow. Tình báo Na Uy dự đoán Nga sẽ tiếp tục duy trì và phát triển kho vũ khí hạt nhân nhiều hơn nữa trong những năm tới. Na Uy cũng cảnh báo NATO hoàn toàn có thể bị lôi vào cuộc chiến Nga-Ukraine thông qua những sự cố ngoài ý muốn. Trong một bài đăng trên Telegram hồi tháng 1, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đề cập đến khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân nếu quân đội Moscow bị đánh bại ở Ukraine. Ở Pakistan, cuộc tập trận hải quân đa phương với sự tham gia của các tàu chiến, máy bay và lực lượng tác chiến đặc biệt đến từ khoảng 50 quốc gia kéo dài 5 ngày đã kết thúc vào ngày 14 tháng 2, thông tin được Reuters đăng tải. Theo Hải quân Pakistan, Trung Quốc, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ và Sri Lanka nằm trong số các nước tham gia cuộc tập trận năm nay có tên gọi Aman 23. Trong ngày cuối cùng của cuộc tập trận, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã lên con tàu Mopin để quan sát cuộc thao diễn. Cuộc tập trận hải quân đa phương ở Pakistan được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm mục đích tăng cường khả năng phối hợp của lực lượng hải quân các nước trong nỗ lực đối phó với các mối đe dọa trên biển. Các thông tin đáng chú ý khác trên thế giới. Mới đây, các đặc vụ Liên bang Mỹ đã bắt giữ thêm 4 nghi phạm có liên quan đến vụ ám sát chấn động giết chết Tổng thống Haiti Jovenel Moïse vào năm 2021.
Các vụ bắt giữ được thực hiện ở Florida. Ba trong số các bị cáo là Antonio Itriago, công dân Mỹ gốc Venezuela, Arcajan Pretend Ortiz, công dân Mỹ gốc Colombia, và Walter Ventimila, bị cáo buộc âm mưu giết người và bắt cóc bên ngoài nước Mỹ. Những người này có thể lãnh án tù chung thân nếu bị kết tội. Trong khi đối tượng cuối cùng tên là Frederick Joseph Brecon Jr., bị cho là có hành vi tài trợ cuộc đảo chính ở Haiti và buôn lậu áo chống đạn đến nước này. Tính đến thời điểm hiện tại, giới chức Mỹ đã bắt giữ 11 nghi can liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Haiti Moshe. Vào đầu tháng 7 năm 2021, một nhóm tay súng đã tập kích tư dinh của Tổng thống Moshe ở ngoại ô thủ đô Port-au-Prince ở Haiti, làm nhà lãnh đạo thiệt mạng trong khi vợ ông bị thương nặng. Vụ việc cũng khiến quốc gia vùng Caribe trượt sâu trong bất ổn chính trị và bạo lực băng đảng, làm sâu sắc hơn các vấn đề về nhân đạo. Trong khi đó, đối thủ lớn đầu tiên của cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc chạy đua trở thành ứng viên chính thức của Đảng Cộng Hòa tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 cũng vừa lộ diện, đó là bà Nikki Haley, người từng đảm nhiệm vị trí đại diện thường trực của Mỹ tại Liên Hợp Quốc dưới thời ông Trump và thống đốc bang South Carolina. Trong đoạn video hôm 14 tháng 2, bà Haley nói, "Tôi là Nikki Haley và tôi sẽ tranh cử Tổng thống." Theo truyền thông, nữ chính trị gia sẽ có bài phát biểu chính thức trong ngày hôm nay 15 tháng 2 và sau đó sẽ tiếp tục kế hoạch vận động tranh cử nhằm có được sự tín nhiệm từ các đảng viên Đảng Cộng Hòa. Nếu nỗ lực này thành công, bà sẽ trở thành ứng viên nữ đầu tiên và cũng là ứng viên gốc Á đầu tiên của Đảng Cộng Hòa tham gia vào cuộc đua Tổng thống. Trước đây, nữ chính trị gia cũng từng ghi tên mình vào lịch sử khi là phụ nữ gốc Á đầu tiên trở thành thống đốc bang và người gốc Ấn đầu tiên phục vụ trong nội các. Trước bà Haley, cựu Tổng thống Donald Trump là đảng viên Đảng Cộng Hòa đầu tiên tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Một ứng viên tiềm năng khác của Đảng Cộng Hòa được giới chuyên môn kỳ vọng sẽ tham gia vào cuộc đua là thống đốc bang Florida, Ron DeSantis. Các thông tin liên quan đến các trận động đất kinh hoàng tàn phá Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hồi đầu tuần trước, theo Reuters, Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm 14 tháng 2 đã cảnh báo về nguy cơ bùng phát các dịch bệnh lây nhiễm qua nguồn nước sau thảm họa tại hai quốc gia này. Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Hans Kluge, giám đốc WHO khu vực châu Âu nói, kể từ khi thảm họa động đất xảy ra, ngày càng có nhiều lo ngại về các vấn đề sức khỏe ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria liên quan đến thời tiết lạnh giá, vệ sinh và các bệnh dịch truyền nhiễm. Ông Bahadır Bedirkilicep, đại diện WHO tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, động đất đã khiến hệ thống nước và vệ sinh tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng như Syria thiệt hại nghiêm trọng, làm gia tăng nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các bệnh lây nhiễm qua nguồn nước. Theo giám đốc WHO khu vực châu Âu, 26 triệu người ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang cần được hỗ trợ nhân đạo. Tính riêng Thổ Nhĩ Kỳ có 1 triệu người đã trở thành người vô gia cư. WHO cho biết cộng đồng quốc tế đã viện trợ 43 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vượt qua thảm họa. Ông Kluge hy vọng con số này sẽ tăng gấp đôi trong những ngày tới. Ở Nam Phi, Tổng thống Cyril Ramaphosa vừa ban hành tình trạng thảm họa quốc gia để ứng phó với đợt lũ lụt đang ảnh hưởng đến 7 trong số 9 tỉnh của nước này, thông tin được Reuters đăng tải. Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Nam Phi hôm 14 tháng 2, Mpumalanga và Eastern Cape là hai khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt, một hệ quả sau các trận mưa lớn kéo dài do hiện tượng thời tiết La Nina. Việc Tổng thống Nam Phi tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia sẽ cho phép chính phủ nước này có thêm quyền hạn để giúp người dân vượt qua thiên tai, bao gồm mua sắm, cung cấp hàng hóa, dịch vụ, cũng như là khả năng bỏ qua các hạn chế của luật hiện hành. Lực lượng cảnh sát quốc gia và quân đội cũng có thể được huy động để tham gia công tác ứng phó với lũ lụt. Cho đến nay, lũ lụt đã gây tác động trên diện rộng ở Nam Phi, như nhấn chìm nhiều ngôi nhà, phương tiện giao thông và làm hư hại cơ sở hạ tầng đô thị. Các nông dân cảnh báo thiệt hại về mùa màng và vật nuôi sẽ tiếp tục tăng khi mưa lũ được dự báo sẽ duy trì trong suốt đầu năm 2023. Cũng trong ngày 14 tháng 2, thì các nhà chức trách Tây Ban Nha đã giải cứu một nhóm người vượt biên bị mắc kẹt ngoài khơi quần đảo Canary. Tổng cộng có 42 người, trong đó có 7 trẻ em. Họ đã được đưa đến cảng Aguinaldin. Tại đảo Gran Canaria, nhóm người di cư đã được chăm sóc y tế. Trước đó 2 ngày, con tàu Alvamento Maritimo của Tây Ban Nha cũng đã cứu được hơn 100 người di cư lênh đênh trên biển. Những người sống sót cho biết đã có 6 người thiệt mạng trong hành trình vượt biển. Mỗi năm hàng nghìn người đã từ khu vực Bắc Phi tìm cách di cư bằng đường biển vô cùng nguy hiểm sang châu Âu để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Theo dữ liệu của Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, chỉ trong tháng 1 tổng cộng có 566 người vượt biên đến quần đảo Canary. Năm ngoái 15.682 người di cư đã đến quần đảo Canary, ít hơn 29,7% so với năm 2021.
Trong khi đó, Airbnb, nền tảng đặt chỗ ở trực tuyến, đã báo cáo lợi nhuận hàng năm với mức doanh thu tăng mạnh trong 3 tháng cuối năm 2022, khi lượng khách đặt phòng du lịch tăng cao trở lại. Công ty Airbnb cho biết họ đã thu được lợi nhuận là 319 triệu đô la trong quý cuối cùng của năm ngoái, trong đó doanh thu tổng lên đến 2 tỷ đô la. Trong văn bản gửi các nhà đầu tư hàng năm, Airbnb viết: "Chúng tôi rất vui mừng khi thấy nhu cầu đi lại trên toàn cầu đã tăng mạnh trở lại. Các vị khách ở châu Âu đã chuẩn bị cho chuyến du lịch mùa hè năm nay. Thị trường Mỹ Latin cũng tăng mạnh. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng đang khôi phục trở lại." Sau khi Airbnb công bố báo cáo tài chính, cổ phiếu của công ty đã tăng hơn 9%. Giám đốc điều hành Brian Chesky cho biết lượng đặt phòng trước trong năm 2023 tăng lên khi nhu cầu đi lại ở quốc tế tăng trở lại. Vào giữa năm 2020, Airbnb đã cắt giảm 1.900 nhân viên do công ty gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19. Dịch bệnh đã khiến ngành du lịch toàn cầu đứng lại. Ông Chesky cho biết vào thời điểm đó, ngành du lịch đã đi vào bế tắc. Airbnb đã có một năm 2022 thành công với 6,6 triệu lượt đặt chỗ ở. Đây là mức cao nhất mà công ty từng đạt được. Các tin tức xã hội văn hóa đáng chú ý khác trên thế giới. Tại khu vực khảo cổ ở Gaza, thuộc về một nghĩa trang La Mã, các nhà khoa học vừa phát hiện một chiếc quan tài có niên đại cách đây 2.000 năm. Thông tin được Reuters đăng tải. Chiếc quan tài được đặt bên trong một ngôi mộ bằng đá kiên cố nằm ở khu nghĩa trang La Mã, có từ những năm đầu công nguyên. Phía bên trong của quan tài là một bộ xương người. Theo đánh giá, đây là một người thuộc tầng lớp cao quý trong xã hội bấy giờ. Để bảo quản hiện vật, chúng tôi đã niêm phong khu vực và cỗ quan tài chuyển đến kho lưu trữ để tiếp tục nghiên cứu với sự tham gia của các chuyên gia khảo cổ đến từ Pháp. Cho đến nay, 90 ngôi mộ cá nhân và tập thể đã được tìm thấy ở địa điểm khảo cổ thuộc vùng trung tâm dải Gaza. Nhiều ngôi mộ trong số đó được phát hiện trong quá trình xây dựng. Ngày 14 tháng 2 vừa qua, nhiều hoạt động mừng lễ tình nhân đã được tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới. Tại Mexico, thì các cặp đôi yêu nhau đã trải qua ngày Valentine đáng nhớ nhất trong đời khi cùng nhau tổ chức một lễ cưới tập thể trên bối cảnh những tác phẩm đường phố 3D đặc sắc. Tại Nezahualcóyotl, một thành phố trung nam Mexico, hàng chục cặp uyên ương đã tổ chức lễ cưới tập thể do chính quyền địa phương tổ chức. Trong đó có 15 cặp đôi thuộc cộng đồng LGBT đã ghi lại khoảnh khắc trọng đại trong đời họ bằng một lễ cưới diễn ra ngoài trời. "Tôi rất hạnh phúc khi cùng người bạn đời vượt qua khó khăn để đến bên nhau. Một ngày thật ý nghĩa khi chúng tôi nhận được sự chúc phúc từ mọi người." Sự kiện là một trong những chương trình hành động khuyến khích người dân hợp thức hóa hộ tịch và giảm số lượng các cặp đôi sống thử. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ các cặp đôi mới cưới trong việc đăng ký hôn thú. Nhiều cặp đôi may mắn nhận được những phần quà giá trị như cặp vé hưởng tuần trăng mật, TV, đồ nội thất và đồ gia dụng. Cùng ngày tại Mexico City, những tác phẩm nghệ thuật 3D được trình chiếu trên đường phố, tô điểm cho ngày Valentine năm nay. Cuộc triển lãm mang tên "Chúng tôi yêu hòa bình" do các nghệ sĩ Mexico thực hiện, lấy cảm hứng từ thiên nhiên, văn hóa Mexico, chủ đề tình yêu kết hợp với trào lưu chủ nghĩa siêu thực. Trong khi đó, thì một tổ chức phúc lợi động vật ở thủ đô Manila, Philippines đã tổ chức sự kiện dành cho những người yêu động vật hẹn hò cùng những con vật nuôi trong ngày Valentine, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm và tình yêu với động vật. Những người tham gia sự kiện hẹn hò đặc biệt này sẽ chi khoảng 500 đến 1.000 peso, gần 20 đô la Mỹ để mua thức ăn nhẹ, nước uống và dành thời gian chơi đùa cùng những người bạn bốn chân và nhiều loài động vật được Hiệp hội Phúc lợi Động vật Philippines cứu mang. Nếu đủ điều kiện, theo quy định, bạn sẽ được nhận nuôi những con vật tại đây. Mary Grace Burgos, 24 tuổi, đã nuôi 7 chú chó ở nhà, tham gia sự kiện với mong muốn đóng góp cho công tác cứu hộ động vật của PAWS. "Nhiều chú chó được giải cứu khỏi gia đình đã ngược đãi chúng hoặc bị ném ra đường phố và đã trải qua khoảng thời gian tồi tệ. Chúng tôi muốn nâng cao nhận thức của mọi người về trách nhiệm với vật nuôi. Chúng tôi hy vọng khơi gợi tình yêu động vật cho mọi người thông qua sự kiện này. Thêm vào đó, nhiều vật nuôi cũng cần tìm cho mình một ngôi nhà mới, nơi chúng được yêu thương và chăm sóc." PAWS hiện đang nuôi 240 con vật được giải cứu tại Manila. Hầu hết chúng đều là nạn nhân của hành vi ngược đãi và bỏ rơi. Chính phủ Philippines đã ban hành luật cấm ngược đãi động vật. Người vi phạm có thể bị phạt tù và phạt tiền. Những hình ảnh đặc sắc về một số sự kiện mừng ngày Valentine trên thế giới vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.